Ngày hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề chẹn beta giao cảm từ sự khác biệt đưa đến lựa chọn điều trị. Câu hỏi đặt ra là liệu có một thuốc chẹn beta cho tất cả các đối tượng hay không, và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái chủ đề này. Chúng ta sẽ có đi theo cái lịch sử của thuốc chẹn beta, thì những cái thuốc chẹn beta được phát hiện ra từ những năm 1956 trên các cái việc mà đối kháng với các hormone liên quan đến stress như adrenaline, noradrenaline. Và đến năm 1957 thì Black James cũng đã phát hiện minh ra các cái thuốc chẹn beta đầu tiên, và những cái thuốc chẹn beta đầu tiên này cũng vẫn bị những cái hiệu quả là do hoạt hóa cái hoạt tính giao cảm nội tại ESA, nên là vẫn chưa được thể hiện được hết tác dụng. Và đến năm 1964 thì đã tìm ra những cái thuốc như là propranolol với hiệu quả chống đau ngực và hạ áp tốt. Đầu những năm 1970 thì có tìm thấy hai cái thuốc chẹn beta như metoprolol và atenolol. Thì các cái thuốc này cũng là cùng với lại tiến trình thời gian thì còn tìm thấy những cái thuốc như là sotalol là một cái thuốc chống loạn nhịp nhóm 3, hoặc là labetalol là cái thuốc chẹn beta và alpha kết hợp. Và những năm 1980 thì đã tìm ra cái thuốc atenolol là thuốc chẹn beta có ưu thế đối với các cái chỉ định tim mạch. Và những năm 1990 thì đã giới thiệu những cái thuốc mà ưu thế hơn như là bisoprolol, hoặc là những cái thuốc nhóm chẹn beta có tính giãn mạch như là nebivolol và carvedilol. Thì đây là một cái bảng mà tóm tắt lại các cái thế hệ của thuốc chẹn beta. Thì có cái nhóm thuốc chẹn beta thế hệ 1 không chọn lọc, đại diện là propranolol. Thuốc chẹn beta thế hệ 2 mà có chọn lọc trên receptor beta 1 như là metoprolol, bisoprolol. Và nhóm thuốc chẹn beta thứ 3 có các cái đặc tính khác như các cái đặc tính giãn mạch như là nebivolol và carvedilol. Về tìm kiếm các cái thuốc chẹn beta tối ưu trên bệnh tim mạch là những cái nhóm thuốc chẹn beta mà phải thỏa mãn các cái tiêu chuẩn, ví dụ như là không có hoạt tính giao cảm nội tại, có tính chọn lọc trên beta 1 cao, có thời gian bán hủy dài và đào thải cân bằng. Hoạt tính giao cảm nội tại được tính hay là hoạt tính đồng vận một phần, thì các cái nhóm thuốc mà có hoạt tính giao cảm nội tại thì khi mà ở cái tình trạng trương lực giao cảm thấp, tức là cái lúc nghỉ ngơi hoặc lúc ngủ, thì nó sẽ hoạt động như một chất đồng vận. Còn ở cái tình trạng trương lực giao cảm cao, lúc vận động thì hoạt động chẹn beta nó sẽ là chất đối vận. Do vậy là các cái thuốc nhóm chẹn beta nhóm này sẽ không làm giảm nhịp tim lúc ngủ, lúc nghỉ và không có lợi ích trong điều trị đau thắt ngực. Về ưu điểm trên lý thuyết của các cái nhóm thuốc chẹn beta mà có hoạt tính giao cảm nội tại, đó là ít ảnh hưởng lên chuyển hóa như chuyển hóa đường, chuyển hóa lipid và không gây làm chậm nhịp tim, thích hợp cho các cái bệnh nhân có nhịp tim thấp lúc nghỉ. Tuy nhiên thì thuốc thường có các hiệu quả như là hạ huyết áp cũng như là phòng ngừa thứ phát nhồi máu cơ tim ở mức thấp, và có nguy cơ là có một số trường hợp là có thể thúc đẩy gây rối loạn nhịp ở những bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái. Chính vì vậy mà khi mà chọn lựa các cái thuốc nhóm chẹn beta để sử dụng trên các cái bệnh nhân tim mạch mà với mục đích là nhằm ngừa giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như là nhồi máu cơ tim tái phát, thì ưu thế là chúng ta sẽ lựa chọn những thuốc chẹn beta mà có ESA âm tính, tức là không có hoạt tính giao cảm nội tại. Đây là một cái bảng tóm tắt về các cái hoạt tính giao cảm nội tại của các thuốc chẹn beta. Thì với các cái thuốc mà có cái tính không không chọn lọc trên cái nhóm receptor beta 1 và không có hoạt tính giao cảm nội tại thì đại diện là cái nhóm carvedilol. Còn những cái thuốc có tính chọn lọc cao trên receptor beta 1 như là atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol cũng là cái nhóm thuốc mà không có hoạt tính giao cảm nội tại. Còn với những thuốc mà có chẹn beta có hoạt tính giao cảm nội tại thì cái nhóm acebutolol và nebivolol cũng được xếp vào các cái nhóm mà vừa là chọn lọc beta 1 vừa có ESA dương tính. Và ngoài ra có một số đặc tính khác của các thuốc chẹn beta như là tính ổn định màng, tính đồng vận beta 2, tức là có tính giãn mạch và ESA dương tính, chẹn thụ thể alpha 1 giãn mạch và giãn mạch qua trung gian NO, hoặc là các cái nhóm thuốc mà có ức chế kênh kali, cái nhóm sotalol là cái thuốc chống loạn nhịp nhóm 3, có các thuốc mà có tính chống tăng sinh như là carvedilol, nebivolol và các cái nhóm thuốc mà có đặc tính chống oxy hóa. Tại sao cái tính chọn lọc beta 1 lại quan trọng trong điều trị bệnh tim mạch? Bởi vì nó liên quan đến các cái hoạt động cường giao cảm. Thì người ta cũng nhận thấy là các cái phân bố chính của các thụ thể
receptor beta và các cái ảnh hưởng của kích thích, thì các thụ thể receptor beta 1 sẽ được phân bố nhiều trên cơ tim. Nó làm tăng cái khả năng co cơ tim và tăng nhịp tim, và làm tăng cái hoại tử, nguy cơ hoại tử cơ tim và chết theo chương trình. Còn các cái thụ thể receptor trên thụ thể beta 2 thì có trên cơ tim thì nó làm giảm hoại tử cơ tim và chết theo chương trình. Và receptor beta 2 sẽ có nhiều trên cơ trơn phế quản, cơ trơn mạch máu, nó làm tăng cái tính giãn phế quản và giãn mạch. Do đó là ưu điểm của các cái thuốc có tính chọn lọc cao trên receptor beta 1 về hiệu quả thì nó làm ức chế hoạt tính giao cảm ở tim và thận và giảm cái hiệu hoại tử cơ tim, chết theo chương trình. Về tính an toàn thì các cái thuốc mà chọn lọc cao trên receptor beta 1 thì sẽ có tác dụng phụ ít qua cái trung gian chẹn beta 2, tức là làm giảm cái nguy cơ co thắt phế quản và không ảnh hưởng đến cái tính giãn mạch, cũng như ít ảnh hưởng lên chuyển hóa đường và mỡ, và không ảnh hưởng lên cái độ nhạy insulin. Và chính vì thế mà trong các cái nghiên cứu thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuốc mà có tính chọn lọc cao trên cái receptor beta 1. Thì ở đây là các cái tổng kết nghiên cứu thì thấy là trong số các cái các cái thuốc mà chạy beta ấy, trong các nhóm thuốc chạy beta thì thấy có bisoprolol là thuốc có tính chọn lọc cao trên receptor beta 1, tức là tỷ lệ là 1/75. Về dược động học của một số thuốc chạy beta thì dược động học sẽ nghiên cứu trên các cái thời gian bán hủy, khả năng hấp thu, hiệu ứng vượt qua lần đầu, sinh khả dụng, khả năng gắn kết protein và chuyển hóa thành các chất hoạt tính cũng như là đào thải. Thì ở đây cũng sẽ nhận thấy là bisoprolol là có tối ưu hơn về tất cả các cái đặc tính dược động học, và ta sẽ đi vào từng các cái thuốc để mình sẽ tìm hiểu về các cái đặc tính này. Thứ nhất là nói về atenolol, thì atenolol từ những năm 1980 được tìm ra và là thuốc ưu thế cho các cái chỉ định tim mạch, và là thuốc chẹn beta tham khảo thường được dùng trong các nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên thì atenolol thì chỉ có tính chọn lọc beta ở mức độ trung bình, tức là ức chế được khoảng 25% thụ thể beta 2 ở liều 100mg một ngày. Thuốc có tác dụng đào thải hoàn toàn qua thận, do đó là phải giảm liều trên bệnh nhân suy thận, và thời gian bán hủy ngắn từ 6 đến 8 giờ. Do đó thì với atenolol thì một liều duy nhất một ngày không thể kiểm soát được huyết áp 24 giờ và cũng như là bảo vệ cái nguy cơ tim mạch. Do đó thì thuốc được chỉ định là dùng 2 lần mỗi ngày. Về bisoprolol thì bisoprolol hấp thu nhanh gần như hoàn toàn, trên 90%, có sinh khả dụng là khoảng 90%, hiệu ứng vượt qua lần đầu là dưới 10%, tức là thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, và cái thời gian bán hủy tối ưu là 10 đến 12 giờ. Tuy nhiên thì nếu dùng là thuốc có hiệu quả 24 giờ nên có thể dùng liều duy nhất mỗi ngày. Về bisoprolol được đào thải cân bằng, tức là 50% đào thải ở thận dạng không đổi và 50% chuyển hóa tại gan. Do đó thì với những bệnh nhân mà suy gan suy thận ở mức độ nhẹ đến trung bình thì không cần chỉnh liều. Ngoài ra trên chuyển hóa thì bisoprolol cũng là được oxy hóa không kết hợp và chuyển hóa chủ yếu qua cái men CYP3A4 và kết hợp tối thiểu với lại CYP2D6. Do đó thì trên những bệnh nhân mà suy gan suy thận nặng thì cũng có thể dùng đến liều tối đa là 10mg. Nói về nebivolol là một thuốc chạy beta mới ra đời từ những năm 90, thì nebivolol có tính dược động học phức tạp hơn, hấp thu nhanh gần như hoàn toàn và không ảnh hưởng bởi thức ăn. Cái hiệu ứng lần đầu thì chuyển hóa qua cái CYP2D6. CYP2D6 thì là một cái men mà nó có cái tính nó có cái tính mà không có nhanh chóng chuyển hóa nebivolol thành dạng hoạt hóa, và cái tác dụng hạ áp thì không của nebivolol thì nó có nhiều, tức là ở cái dạng là có thể là chuyển hóa ở dạng chuyển hóa kém và dạng chuyển hóa nhanh, và sinh khả dụng thì được 96%. Thời gian bán hủy của nebivolol thì kéo dài với cái dạng chuyển hóa kém và 8 giờ dưới dạng chuyển hóa nhanh, và thuốc thì chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan. Về đánh giá về nebivolol thì với những bệnh nhân mà khởi đầu trong điều trị tăng huyết áp thì là 5mg một ngày, tuy nhiên với những cái liều khởi đầu trong điều trị suy tim thì là giảm xuống còn 1/4 viên, và với cái tính chất giãn mạch của nebivolol thì không thể dùng liều cao hơn. Thuốc đã được thử nghiệm so sánh theo cái nghiên cứu của Bakhten và cộng sự năm 1997 thì nebivolol 5mg và atenolol 25mg được kết luận là tương đương nhau về mặt chẹn beta 1.
Tuy nhiên thì cái hiệu quả hạ áp của 5 mg nebivolol thì tương đương với 100 mg atenolol. Do đó nebivolol là với cái tác dụng chặn beta 1 chỉ đóng một phần hiệu quả trong cái hiệu quả hạ huyết áp. Các cái so sánh của các cái thuốc trên receptor beta 1, các cái tác dụng mà nghiên cứu về các cái tác dụng phụ điển hình của các cái nhóm thuốc chặn beta mà không có chọn lọc thì với các cái nhóm thuốc chặn beta không chọn lọc thì các cái tác dụng phụ có thể thường thấy như là mệt, nhịp chậm, rối loạn chuyển hóa, giảm dung nạp khi gắng sức, thì cái này thì cũng nhìn thấy ở nebivolol. Ngoài ra thì cái tính chọn lọc cái tính chặn beta 1 với các liều được tính tương đương là bisoprolol và atenolol là 1/10, và các cái liều tương đương là nebivolol 5 mg, atenolol 25 mg và bisoprolol 2,5 mg. Thì trong cái nghiên cứu senior là nghiên cứu duy nhất sử dụng nebivolol với liều là 10 mg, thì cũng nhận thấy là cái tính chặn beta 1 tương đối yếu với 10 mg nebivolol, và cái ESA ở thụ thể B3 tức là tác dụng giãn mạch cũng là cái lý do mà khiến nebivolol có hiệu quả thấp trong cái nghiên cứu điều trị suy tim senior. Ngoài ra nebivolol còn là một cái thuốc mà nó liên quan nhiều đến cái chuyển hóa ở gan, liên quan đến cái enzyme CYP2D6. Thì CYP2D6 là sẽ bị có khi mà có dùng cùng các cái thuốc khác, nó là những cái tác nhân mà ức chế CYP2D6 thì có thể làm tăng sinh khả dụng và nồng độ huyết tương của nebivolol. Ví dụ như là khi dùng cùng với các cái nhóm thuốc như là amiodarone, celecoxib, chlorpheniramine, diphenhydramine, quinidine, vân vân, thì cũng nhận thấy là nó sẽ ức chế cái enzyme CYP2D6 này và làm tăng cái tác dụng cũng như là nồng độ của nebivolol. Và chính vì vậy ở đây đã có một cái nghiên cứu là thử cho dùng Prozac hay là fluoxetine cùng với lại nebivolol thì cũng nhận thấy là cái AUC của nebivolol tăng 8 lần và cái Cmax tăng 3 lần so với uống nebivolol đơn độc, hoặc là khi uống sildenafil cùng với nebivolol thì cái AUC và Cmax của sildenafil cũng giảm xuống đến 21% và 23% tương ứng. Một cái thuốc khác cũng thuộc nhóm mà chặn beta mà có tính giãn mạch đấy là carvedilol, là thuốc hấp thu nhanh khoảng 85%, hiệu ứng vượt qua lần đầu tại gan cao 60-70%. Tuy nhiên sinh khả dụng thì chỉ 25%, thời gian bán hủy từ 6 đến 10 giờ tức là 2 lần mỗi ngày, chuyển hóa qua gan thông qua CYP2D6. Và CYP2D6 thì cũng có nhiều các cái đồng phân, do đó mà cái hoạt tính cũng như là các cái tác dụng của các carvedilol cũng phụ thuộc vào các cái chuyển hóa này. Do đó thì phải giảm liều trên bệnh nhân suy gan nhẹ và chống chỉ định trên bệnh nhân suy gan nặng. Ở đây là một cái nghiên cứu so sánh về các cái dược động học của metoprolol. Metoprolol thì có hai nhóm khác nhau, là một metoprolol viên thông thường, tức là metoprolol tartrate là viên phóng thích nhanh, và metoprolol CA hay là metoprolol dốc tức là tác dụng phóng thích kéo dài, metoprolol succinat. Thì với hai cái dạng này thì chúng ta sẽ có hai cái biểu đồ cái nồng độ thuốc ở trong máu. Tức là với metoprolol mà tartrate hay là viên phóng thích nhanh thì sẽ có xu hướng là kê thuốc 2 lần mỗi ngày bởi vì nồng độ nó sẽ giảm sau 12 giờ. Còn viên tác dụng dài thì sẽ có tác dụng 24 giờ. Về trong các cái nhóm thuốc chặn beta mà được đào thải hoàn toàn qua chuyển hóa tại gan thì cũng lưu ý là cái nhóm metoprolol thì cũng được chuyển hóa bởi cái enzyme CYP2D6. Thì enzyme CYP2D6 cũng là một cái men mà có tính đa dạng gen, do đó nó sẽ gây biến thiên hoạt tính men giữa các cá thể với các cái liều chặn beta tiêu chuẩn. Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng lên chuyển hóa metoprolol, sẽ thấy là có thể nồng độ huyết tương sẽ cao gấp 3 đến 5 lần sau cái liều lặp lại của metoprolol dốc. Và cái men CYP2D6 này còn bị ảnh hưởng bởi do các cái chủng tộc, do các cái dân số khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái nhóm mà có chức năng hay là không chức năng, hoặc là tạo ra các cái nhóm mà nó tác dụng đáng kể lên cái chuyển hóa của cái nhóm thuốc này, và do đó nó sẽ tạo ra cái tác dụng
mạnh yếu khác nhau. Về ảnh hưởng của kiểu hình oxy hóa trên biểu đồ nồng độ huyết tương theo thời gian của metoprolol, thì với những cái nhóm thuốc mà có các cái enzyme chuyển hóa kém ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái AUC hay là thời gian bán thải dài hơn metoprolol ở trong máu so với các cái nhóm mà có cái khả năng chuyển hóa men bình thường. Tương tự như vậy thì người ta cũng thấy là các cái biểu đồ này, các cái nồng độ sau uống metoprolol, succinat và bisoprolol ở những người mà có cái men CYP2D6 này thì có cái khả năng chuyển hóa kém và nồng độ AUC của metoprolol cũng cao gấp hơn gấp 8 đến 10 lần những người còn lại. Vì vậy thì kết luận và lời khuyên trên lâm sàng là khi mà dùng các cái thuốc mà có tính tương tác đồng thời với cái nhóm mà ức chế CYP2D6 như một số các cái nhóm thuốc mà đã kể trên như haloperidol, quinidine thì nó sẽ có tác dụng làm tăng metoprolol trong huyết tương và tăng cái tỷ lệ phản ứng tác dụng phụ. Tuy nhiên thì có một số các cái dạng chuyển hóa kém, tức là mặc dù là metoprolol cũng được dung nạp tốt, mặc dù có tăng 5 lần nồng độ huyết tương thì chúng ta vẫn có được cái dạng chuyển hóa giống như là thuốc bình thường. Do vậy thì đối với mỗi một cái thuốc chặn beta thì lời khuyên đấy là nên khởi trị, ví dụ như là metoprolol dùng với liều thấp và tăng liều cẩn thận, theo dõi các cái biểu hiện lâm sàng. Về dược động học lý tưởng của các cái thuốc nhóm chặn beta thì với các cái nhóm thuốc chặn beta thì có đặc tính lý hóa thuận lợi sẽ tạo ra một cái biến thiên động học giữa các cái cá thể thấp, do đó là sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. Ví dụ như là các cái nhóm thuốc mà có khả năng hấp thu gần như hoàn toàn hoặc là hiệu ứng vượt qua lần đầu thấp thì sẽ có cái tác dụng sinh khả dụng cao. Nếu các cái thuốc mà có thời gian bán hủy trong huyết tương dài thì nên dùng, thì sẽ được khuyến cáo dùng duy nhất liều một lần một ngày. Các cái nhóm thuốc mà có khả năng kết hợp với protein huyết tương thấp thì sẽ ít có tương tác với thuốc và ít ảnh hưởng bởi các cái thay đổi sinh lý bệnh. Các cái nhóm thuốc mà chuyển hóa qua gan trung bình thì cũng ít xảy ra tương tác thuốc, và các cái thuốc đào thải cân bằng thì ít bị ảnh hưởng bởi các cái đặc tính như là suy gan, suy thận. Ngoài ra thì các cái bệnh lý mà ảnh hưởng lên các cái hoạt tính giao cảm thì cái hoạt tính giao cảm này nó cũng là cái hoạt tính mà nó ảnh hưởng đến tất cả các cái toàn bộ cơ thể, ví dụ như là những bệnh nhân mà có bệnh phổi mãn tính, những bệnh nhân mà có suy tim, có nhồi máu cơ tim, những bệnh xơ vữa động mạch, béo phì, hội chứng ngưng thở khi ngủ, các cái hội chứng rối loạn chuyển hóa, rối loạn nhịp, xơ gan, tăng huyết áp, vân vân, thì các cái thuốc chặn beta này nó đều thể hiện được cái tầm quan trọng của cái việc điều trị ức chế hoạt tính giao cảm. Do vậy mà bisoprolol thì sẽ kiểm ở một cái nghiên cứu, tức là so sánh hiệu quả kiểm soát huyết áp 24 giờ giữa bisoprolol và atenolol thì cũng nhận thấy là bisoprolol hiệu quả hơn trong giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương trong 4 giờ cuối cùng ở những lần tiếp theo. Và theo dõi kết quả, theo dõi huyết áp 24 giờ thì bisoprolol cũng giúp giảm 33% huyết áp tâm trương trung bình 24 giờ. Về so sánh hiệu quả hạ áp của thuốc chặn beta chọn lọc cao như là bisoprolol và nebivolol, nghiên cứu Nebit thì cũng nhận thấy rằng cái nhóm thuốc là bisoprolol và nebivolol thì gần như là có tác dụng tương đương và kéo dài giảm huyết áp tâm thu và tâm trương là như nhau giữa hai nhóm. Và so sánh hiệu quả kiểm soát nhịp tim của bisoprolol với metoprolol trong điều trị tăng huyết áp thì cũng nhận thấy là nhóm bisoprolol thì có giúp giảm đáng kể nhịp tim trung bình trong 4 giờ cuối so với lại metoprolol. Và chỉ định trong các cái điều trị nội khoa bệnh mạch vành ổn định CAD thì nhóm thuốc chặn beta là nhóm thuốc được lựa chọn đầu tiên trong các cái chỉ định về kiểm soát mạch. Còn đối với lại các cái bệnh mạch vành mạn trên thế giới thì trên 33.000 bệnh nhân tại 45 quốc gia thì trong tất cả các cái nhóm thuốc chặn beta thì bisoprolol cũng là thuốc được lựa chọn hàng đầu trong việc kiểm soát nhịp tim và khả năng điều trị suy tim mạn tính. Về nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch ở các cái bệnh nhân đau thắt ngực thì so sánh bisoprolol với các thuốc nhóm chặn beta khác là một cái nghiên cứu trên 7.600 bệnh nhân trên 18 tuổi đau thắt ngực và được dùng đơn trị bisoprolol hoặc một thuốc chặn beta khác hoặc một thuốc khác không phải là chặn beta. Thời gian theo dõi 14 năm thì cũng nhận thấy là các cái nguy cơ mắc biến cố tim mạch của nhóm bisoprolol với các nhóm thuốc chặn beta khác là tương đương nhau. Và trong các cái nghiên cứu suy tim thì
Prolon cũng là thuốc mà có tác dụng ức chế thụ thể beta 1 có tính chọn lọc cao nhất, và các cái khả năng, cái nguy cơ mà ức chế thụ thể beta 2 và alpha 1 thì sẽ giảm thiểu, do đó là nó thể hiện được các cái lợi ích lâm sàng. Ngoài ra thì các cái thuốc như là bisoprolol, metoprolol và các carvedilol thì không có cái hoạt tính giao cảm nội tại, do đó là nó không bị ảnh hưởng cái hiệu quả điều trị, không làm giảm các cái nguy cơ tử vong do các cái biến cố về tim mạch. Một nghiên cứu khác, nghiên cứu ghi nhận từ cái nghiên cứu CBIT2 và Copernicus và Senior thì cũng so sánh giữa các cái nhóm thuốc chặn beta thì cũng nhận thấy là hiệu quả và độ dung nạp của bisoprolol, carvedilol, metoprolol là tương tự nhau ở các bệnh nhân suy tim tâm thu bất kể mức độ NIHA và phân suất tống máu. Trong đó thì nebivolol thì được cũng nhận thấy là có ít hiệu quả hơn và cái độ dung nạp không tốt hơn. Và cũng nghiên cứu về các cái nhóm thuốc chặn thụ thể beta 1 chọn lọc trên các cái sự hoại tử cơ tim hay là chết theo chương trình thì cũng nhận thấy là so sánh giữa hai nhóm thuốc bisoprolol với lại các carvedilol thì cũng nhận thấy là bisoprolol thì có tác dụng có cái tác dụng mà tăng cái chặn thụ thể beta 1 là rất chọn lọc, ngoài ra thì có khả năng chống lại các cái sự kích thích cũng như là cái khả năng mà gây nguy cơ hoại tử cơ tim và chết theo chương trình, còn các carvedilol thì cái tác dụng này thấp hơn. Ngoài ra thì nghiên cứu trên các cái gọi là tác dụng phụ của các cái nhóm thuốc chặn chọn lọc cao trên receptor beta 1 thì cũng nhận thấy là so sánh giữa bisoprolol và nhóm atenolol thì cũng nhận thấy là cái bisoprolol là cái thuốc mới mà có khả năng giảm thiểu tác động trên các cái kháng lực đường thở ở bệnh nhân tăng huyết áp và hen phế quản. Và bisoprolol cũng đạt được cái nhịp tim mong muốn với cái hàm lượng bisoprolol cao 20 mg tương đương với atenolol 100 mg. Tuy nhiên thì ít ảnh hưởng đến chức năng phổi trên những cái bệnh nhân đau thắt ngực hơn so với lại atenolol. Về một cái tổng kết nữa là về tác dụng của so sánh carvedilol, bisoprolol và metoprolol trên những bệnh nhân mà có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn thì cũng nhận thấy là với cái liều thấp thì cũng như là tăng dần đáp ứng đến liều cao thì không thấy có ảnh hưởng đến các cái bệnh nhân bệnh phổi so sánh mà cái vấn đề này là không nhìn thấy được trên các cái nhóm thuốc khác. Tức là khi tăng liều thì đều có ảnh hưởng lên kháng trở mạch phổi. Về các cái thuốc về cái nhóm thuốc chặn beta mà có tính chọn lọc trên beta 1 và ít ảnh hưởng trên các cái rối loạn chuyển hóa khác, ví dụ như là rối loạn chuyển hóa lipid thì cũng nhận thấy là bisoprolol là thuốc có khá là trung tính so với các cái chuyển hóa về lipid, và so sánh với các cái rối loạn chức năng tình dục thì thuốc chặn beta so với các cái placebo thì cũng nhận thấy là bisoprolol và nebivolol là hầu như không có ảnh hưởng đến chức năng này. Tóm lại thì với các cái nhóm thuốc chặn beta là nhóm thuốc không đồng nhất với các cái đặc tính và hiệu quả được chứng minh khác nhau, do đó là cần phải xem xét khi có chỉ định trên lâm sàng. Ví dụ như là chặn beta được khuyến cáo trên rất nhiều các cái chỉ định, ví dụ như các cái chỉ định đau thắt ngực thì phải cân nhắc nên lựa chọn những loại chặn beta nào, thì khuyến nghị cũng nên sử dụng bisoprolol hoặc metoprolol. Còn đối với những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp thì sau nhồi máu cơ tim thì bisoprolol hoặc metoprolol cũng được chỉ định. Còn trên những cái bệnh nhân mà có rối loạn nhịp thì nên chọn những cái chặn beta có tác dụng chọn lọc trên receptor beta 1. Với những bệnh nhân suy tim thì các cái thuốc như là bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol là những thuốc được xem xét lựa chọn. Còn trên tất cả những cái bệnh nhân, trên các cái bệnh nhân tăng huyết áp thì xem xét cân nhắc về tất cả các thuốc chặn beta. Với những tăng huyết áp mà có kèm nhịp tim trên 80 thì bisoprolol là thuốc chọn lọc nhất trên receptor beta 1 thì sẽ được ưa dùng hơn. Và khi mà chọn các cái thuốc nhóm chặn beta thì cũng phải cân nhắc các bệnh đồng mắc và cân nhắc lựa chọn, ví dụ như chặn beta
chọn lọc trên beta 1 như bisoprolol và nebivolol ít gây tác dụng phụ như là mệt mỏi, lạnh tứ chi. Còn các cái nhóm mà thuốc mà có ISA có thể làm giảm tác dụng nhịp chậm hoặc là gây co mạch ngoại biên. Các cái thuốc chặn beta mà thân nước như atenolol thì ít gây tác dụng phụ trên thần kinh trung ương như là rối loạn giấc ngủ. Còn trong các cái thuốc chặn beta thì mà có dùng cùng ví dụ như là các cái nhóm thuốc khác thì bisoprolol là thuốc mà ít gây tương tác thuốc nhất. Ngoài ra thì trên những bệnh nhân mà có rối loạn chức năng thận thì nên xem xét giảm liều các thuốc chặn beta thân nước như atenolol, nadolol và bisoprolol thì nên được cân nhắc sử dụng. Với bệnh hô hấp thì chặn beta chọn lọc beta 1 như bisoprolol, nebivolol thì được ưa dùng. Bài trình bày của em xin kết thúc ở đây ạ. Em xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và quý vị đồng nghiệp ạ.